Konnichiwa, xin chào các bạn. Xin chào các bạn. Rất vui được gặp lại các bạn trong chương trình của tuần này nhé. Cũng khá là lâu rồi bên mình mới livestream trở lại nên rất là hào hứng để được trò chuyện với các bạn. Thì xin giới thiệu các bạn nào mà chưa từng xem livestream thì mình tên là Miu và bên cạnh mình là anh Makoto. Makoto. Thì hiện tại thì tụi mình đến từ công ty Jellyfish SA và hàng tuần tụi mình đang có thực hiện một chương trình gọi là chương trình livestream độ khoảng tầm 30 phút để đem đến cho các bạn những thông tin và các cái lạc chớp về hấp dẫn hiện nay bên các công ty Nhật đang tuyển, cũng như là một số thông tin thêm về hướng dẫn về các ngành nghề cũng như là về văn hóa Nhật trong công sở sẽ như thế nào. Và cụ thể thì chủ đề ngày hôm nay là cũng gần thời điểm cuối năm rồi nên là hiện tại bên mình cũng muốn mong đến một cái chủ đề cũng khá là thú vị và thích hợp vào thời điểm cuối năm, đó chính là những hoạt động nào mà các công ty Nhật thường tổ chức vào những ngày dịp cuối năm các bạn ha. Thì khi mà các bạn nghe các thông tin này thì chúng ta cũng có một số cái kiến thức để khi mà các bạn có một công việc mới thì chúng ta có thể hòa nhập được tốt với môi trường hiện tại, môi trường của công ty mới. Và sau đó thì tụi mình sẽ giới thiệu thêm hai job nữa. Hai job này thì với mức lương là tầm 400 đến 600 và 500 đến 1.000. Và thiên về là lĩnh vực là thương mại các bạn ha. Thì hy vọng là các bạn có thể theo dõi đến cuối chương trình để theo dõi những thông tin job tuyển dụng hấp dẫn của bên mình nha. Và trước tiên thì chắc là sẽ hỏi anh Marco một chút xíu ha. Thì các bạn chắc là cũng đã nghe đến cái từ Bonenkai đúng không ạ? Bonenkai, đúng rồi. Thì người Nhật thì có cái văn hóa là Bonenkai thì cũng là khá là lâu rồi. Nó cũng tương tự giống như là cái văn hóa là tiệc tất niên ở bên các công ty Việt Nam vậy đó các bạn. Thì thật ra nói là Bonenkai thì nó cũng cái từ này nó cũng xuất phát từ khá là lâu đời á. Nên là để cho các bạn hiểu rõ hơn thì cái nguồn gốc Bonenkai thực ra thì xuất phát từ đâu thì bên mình sẽ hỏi anh Makoto một chút xíu ha. Makoto ơi, Bonenkai có ý chứ? いつからスタート、忘年会がスタートしたのはいつからか、まあ、めっちゃ昔の話なのでいつからかは分かんないですけど、まずどこだったっけな、鎌倉時代、日本の鎌倉時代からスタートしたイベントらしくて、もともとはあの鎌倉時代の武士、英語で言うと warrior、 侍そうですね、侍の方々があの年に、12月の終わりぐらいに集まって、一緒にこう日本のこう伝統的な歌を歌う、あの会だったみたいです。Thì mình có hỏi là không biết cái từ Bonenkai này thì xuất phát từ đâu hả các bạn? Thì anh Makoto có trả lời là nó xuất phát từ cái thời kỳ là Kamakura. Kamakura, đúng rồi. Thì thời kỳ này là gọi là có rất là nhiều gọi là những anh hùng mình hay gọi là samurai á các bạn. Thì là thời kỳ sau chiến tranh này. Thì bên và bắt nguồn từ cái từ Bonenkai sẽ xuất hiện từ thời kỳ đó. Mà mình hỏi thêm anh một chút xíu các bạn ha, là thường là trong cái những cái dịp đó thì các công ty Nhật cũng như là người Nhật nói chung thì họ sẽ thường làm gì trong những dịp cuối năm này ha? と集まるか、またはあの、まあ、友達だけで集まって、まあ、簡単に言うと飲み会をしてます。ベトナムで言うとこうモハイワヨーって言って飲んで、あの、単に飲んでるだけじゃなくて、まあ、この1年間皆様、これは日本語で言うとお疲れ様でした、っていう風にする飲み会ですね。はい。Thì mình có hỏi về những cái hoạt động mà chúng ta hay làm trong cái tiệc cuối năm là như thế nào. Thì anh Makoto có trả lời là thì cũng giống như là cái văn hóa ở Việt Nam mình thì mọi người trong công ty cũng sẽ tụ họp lại, có một buổi chúng ta hay gọi là nomikai. Thì ở đây thì chúng ta sẽ thường sử dụng là một ít là bia và rượu để gọi là có chúc mừng một cái năm chúng ta đã lao động vất vả. Thì mọi người thường nói là otsukare sama desu, nghĩa là bạn đã vất vả rồi và một năm qua rồi, thì mọi người cùng giơ cốc lên và chúc mừng một năm mà làm việc thành công đó các bạn. はい。質問は？質問はあります。あんなこと hôm nay mặc áo đẹp. Mặc áo đẹp. Trai. Sao hôm nay lại mặc áo Việt Nam? Tại vì tôi yêu Việt Nam. Tôi yêu Việt Nam. Nghe được không? はい、tôi yêu Việt Nam. Wow. Wow. Xin cảm ơn. Tại vì anh Makoto yêu Việt Nam đó bạn Vi Vi ơi. Rồi, chắc là hỏi thêm một chút xíu thôi các bạn nhé.
鎌倉時代の後は、江戸時代はどうですか？あ、そうですね。それで江戸時代、江戸時代、わかりますか？豊臣じゃなくて、すみません。うん、徳川家康の時代の江戸時代から、まあ、今のような忘年会が始まってるんです。うんうん、まあ、いわゆるモッハイバーの会ですね。うん、それが始まって、でその後こう明治時代になってから、こう学生の中とか、うん、あと官僚、政府の人たちが集まって、うん、こう飲むのこう習慣になった、カスタムになっていったっていう、うん、背景があるみたいです。うん、thì lúc trước thì trong cái đoạn trước thì Amako tôi có nói một ý mà Minh Quân chưa có dịch là thời vì Kamakura thì mọi người sẽ tụ họp lại và cùng uống một chút bia rượu và chúng ta sẽ cùng có những cái hoạt động như là hát những cái bài hát truyền thống của Nhật. Thì đối với thời Edo thì cái văn hóa nó sẽ gần hơn với lại là thời hiện đại bây giờ, thì mọi người vẫn tập trung lại với nhau, thường là sẽ cái văn hóa này nó sẽ tập trung ở vào giới học sinh cũng sinh viên cũng như là giới gọi là quan chức ngày xưa của họ. Thì cái văn hóa này chúng ta sẽ cũng giống như là bây giờ, cũng là cụm ly xong rồi cũng chúc mừng một cái năm làm việc thành công là như vậy, thì nó hơi khác, nó là nó mang cái hướng thì hiện đại hơn so với thời kỳ trước. Hai, これも言った方がいいですか？まだ江戸時代です。まだ江戸時代。はい。江戸時代。先ほどの学生とか政府の話は明治時代なんですが、まあ、その明治時代に生きたこう偉人、有名な人で、こう作家のこう夏目漱石という人がこう一番有名な「吾輩は猫である」っていう本があるんですが、まあ、その中に「忘年会」っていう言葉が初めてその 文章の中に出てきたと言われてます。Thì tới vào cái thời kỳ gọi là thời kỳ Meiji nha các bạn, thì có một nhà văn khá là nổi tiếng ở Nhật, đó là ông Natsume Soseki, thì gọi là một trong ba nhà văn trụ cột của Nhật Bản. Thì mới bắt đầu có xuất hiện cái cụm từ gọi là Bonenkai, còn trước đó thì mọi người vẫn có những cái hoạt động về cuối năm, nhưng chúng ta chưa có một cái từ nào để mà định danh được cái hoạt động đó. Thì hiện tại vào cái thời điểm đó thì trong một cái tác phẩm của ông gọi là tác phẩm là Tôi là con mèo, thì trong cái tác phẩm đó đã có xuất hiện cái từ gọi là Bonenkai, và người Nhật bắt đầu sử dụng cái từ Bonenkai để chỉ những hoạt động vào cuối năm từ kể từ khi tác phẩm đó ra đời đấy các bạn. Thì chúng ta đã biết sơ sơ về lịch sử của cái hoạt động Bonenkai là các bạn ha. Thì sau này nếu mà có ai hỏi các bạn Bonenkai là gì thì hy vọng là các bạn có thể giải thích cho các bạn đó hiểu hơn về văn hóa Nhật Bản nha. Và bây giờ chúng ta hỏi thêm một chút xíu nữa về hơi cận đại một chút xíu ha các bạn, đó là và với các công ty Nhật thì sẽ như thế nào ha. いつ開催するかですね。日本の会社であれば忘年会はとりあえずクリスマスには被らないようにしてます。なので、12月の下旬20から、27、8日くらいの間で調整することが多いですね。で、もう最後に言う、はい、まず通訳します。Thì đối với lại về các công việc môi trường công sở đó các bạn, thì các công ty là có cái dịp là Christmas, nghĩa là dịp Giáng sinh á, thì thường các công ty sẽ tránh dịp này ra để các bạn có thể là có những hoạt động cá nhân. Thì thường Bonenkai sẽ diễn ra vào những cái ngày trước hoặc là ngày sau cái ngày Giáng sinh đó. Để mà 最近では夜ではなくてお昼の間に忘年会を開催するっていう企業さんもあったり、あとはこう、まあ、日本人の中でよくこうお酒を飲まなくなってるって言われるんですね。ビールであったり焼酎、日本酒を飲まない人が増えてきているので、まあ、そもそもこう忘年会に行きたくない人が多くて忘年会をしないという会社もあるみたいですね。Thì hiện tại đó các bạn thì không chỉ là vào buổi tối đâu, có những công ty có thể tổ chức tiệc vào buổi trưa nữa, nhưng mà tại vì cái số lượng hiện tại là mọi người ta không có muốn người Nhật các bạn, thì bây giờ đang có cái xu hướng là ít dùng bia rượu hẳn lại trong các cái cuộc gặp mặt á, thì cho nên là có một số người thì người ta không có muốn dùng Bonenkai tại vì ngại cái việc tiếp xúc như vậy. Thì cái một số công ty thì họ không có tổ chức cái việc này, nhưng mà có một số công ty thì họ vẫn tổ chức. Hai, còn mời. Mời lại. わかりました。で、まあ、こう忘年会っていうのは会社の忘年会に関して言うといろんな世代の人と関わることができるので、まあ、そういったチャンスを生かせる場でもあります。なので、まあ、この週
風習習慣っていうのは、うん、あの変わらずに残っていってほしいなとは思ってます。うん。thì cái dịp Monenka các bạn là cái dịp mà công ty chúng ta cùng tụ họp lại với nhau á. Thì ngoài cái việc là uống rượu này kia nữa thì chúng ta cũng có là trò chuyện nhau tiếp với mọi người cùng gọi là chúc mừng một năm làm việc thành công á, thì cũng là một cái dịp để chúng ta có thể giao tiếp nhiều với lại đồng nghiệp trong công ty, cũng là một cái văn hóa rất là hay á các bạn. Sushimomarimasu. Thì nhà trưởng anh Makoto có bị say không? Có uống được rượu không? Uống được bia rượu không? はい、飲みます。飲みます。この意味は聞いてどうするんだ。あ、じゃあ、あの答えは、あんこさえ飲んでるかな。飲んでる、飲んでる。飲んでる、飲んでる。本菜本米。あ、本菜本米、飲む。うん、100%。ベトナムの手とはどうしますか？チュビエ？チュビエ？チュークイッティン？いえ、ベトナムの手とと日本のは違いますか？あ、どう違うかな？どう違うのか？まず日程が違います。日本は1月の1、2、3、この3日間を、うん、あの過ごすのに対して、ベトナムはまず旧暦、うん、わかりますか？旧暦、なんかその過ごし方、はい、なんと1日でもベトナムも休みます。はい、だからその時間と日本の時間は、はい、そうですね。違いか。日本はまず、うん、あのお寺か神社に、うん、あのこう着物を着て行って、こう賽銭を投げて、うん、カランカランカランと、はい、神に祈ります。伝統的、はい、伝統的なやり方で、うん、でその後おみくじを買う、うん、おみくじ占いですね、うん、っていうのを買ったり、あとは家族と一緒に、うん、あの伝統的な料理を食べる機会がありますね、うん、はい。Thì có một cái khác đó là Tết Tây ở Việt Nam thì chúng ta có sẽ có những hoạt động khá là hiện đại hơn. Nhưng mà Tết Tây ở Nhật thì nó cũng tương tự như là Tết ta ở Việt Nam đó Yến. Thì sẽ có rất là nhiều hoạt động truyền thống, ví dụ như là mọi người thường mặc kimono này, hoặc là đến những cái đền thờ để cầu chúc cho một năm mới an lành chẳng hạn. Thì thường họ sẽ trải qua thời gian cùng với gia đình ăn những cái món ăn truyền thống và có một số cái hoạt động vui chơi truyền thống các bạn. À, rồi mình tiếp tục thôi các bạn ha. Thì vừa rồi cũng là giới thiệu cho các bạn về những cái hoạt động cuối năm, thường là văn hóa Nhật như thế nào, cũng như là văn hóa trong công ty Nhật như thế nào, để các bạn có thể nắm rõ hơn ha. Thì hy vọng là các bạn khi mà có được công việc mới tại công ty Nhật thì chúng ta có thể hòa nhập được với văn hóa của công ty. Tiếp theo thì bên mình sẽ gửi đến cho các bạn thông tin về hai job. Thì trước tiên mà mình bắt đầu gửi thông tin về hai job thì có một cái câu hỏi thì mình cũng xin trả lời ha. Thì bạn Trung Kiên, bạn có hỏi là phỏng vấn công ty Nhật thường phỏng vấn tiếng Nhật hay tiếng Việt bạn chị? Có người Việt phỏng vấn hay không? Thì cái này mình trả lời chung trước ha bạn ha. Thì phỏng vấn tại công ty Nhật á, thì thường là phỏng vấn bằng tiếng Nhật là chủ yếu các bạn. Và một số công ty khi mà các vị trí họ yêu cầu tiếng Anh thì mình sẽ có phỏng vấn thêm tiếng Anh nữa. Thì đôi khi cũng sẽ có nhân viên người Việt chúng ta vào, hoặc là sếp người Việt gì đó chúng ta vào cùng tham dự chung luôn, thì trong bộ phận hội đồng tuyển dụng. Thì khi đó thì có thể là cũng có thông phiên dịch lại bằng tiếng Việt cho các bạn ở những cái vị trí đơn giản, mà ví dụ như là người Nhật phỏng vấn mà bạn chưa hiểu chẳng hạn. Mà và một số cái thông tin khác, ví dụ như về những các vấn đề về mặt nhân sự thì cũng sẽ gọi là xác nhận trở lại sau khi các bạn đã phỏng vấn bằng tiếng Nhật xong chẳng hạn. Thì đó là những cái trường hợp như vậy. Rồi, chắc là chúng ta bắt đầu vào thông tin hai chốt nha các bạn nha. Thì hôm nay thì Miu và anh Makoto sẽ đem đến cho các bạn thông tin của chúng ta về hai chốt. Chuyên ngành của chúng ta là về mảng sale. Thì một chốt thì là cho các bạn là có kinh nghiệm khoảng tầm từ 1 đến 2 năm, và khoảng mức lương là từ 400 đến 600 đô. Còn một chốt sau nữa sẽ là cho các bạn mà có kinh nghiệm, không còn có kinh nghiệm mà tiếng Nhật và tiếng Anh rất là tốt, và có thể là chịu được có cái gọi là ham học hỏi các bạn, thì chúng ta có mức lương là từ 500 đến 1.000 đô. Và công việc đó thì chúng ta sẽ có 6 tháng làm việc tại khu công nghiệp Nhân Trạch ở Đồng Nai. Thì trước tiên chúng ta sẽ vào chốt đầu tiên nha các bạn nha.
Chốt đầu tiên thì là khu gọi là công ty này là công ty sản xuất về mảng thực phẩm nằm ở quận nhất luôn. Thì chúng ta sẽ công việc của chúng ta sẽ là làm sale cũng giống như là những cái công việc sale khác chẳng hạn. Thì các bạn cũng sẽ phối hợp với lại công ty đến gọi là đến những cái nhà hàng và gặp những cái quản lý của nhà hàng quán ăn của Nhật, và chúng ta sẽ giới thiệu về sản phẩm. Cụ thể ở đây thì công ty chúng ta kinh doanh là một sản phẩm khá là đặc biệt, đó là rượu của Nhật. Thì các bạn cũng biết là rượu của Nhật là một cái sản phẩm khá là đặc sắc của nền văn hóa Nhật Bản. Thì khi đó chúng ta tới và giới thiệu sản phẩm của mình để cho các nhà hàng đồng ý là sử dụng cái đưa vào menu, đưa vào thực đơn cái sản phẩm của chúng ta. Thì công việc của chúng ta là như vậy. Thì trong cái lúc mà chúng ta đi làm việc á, thì sẽ đến các quản lý các nhà hàng và nói chuyện với họ khá là thường xuyên luôn. Thời gian làm việc của chúng ta thì cũng khá là năng động. Chúng ta sẽ làm từ 13 giờ đến 19 giờ hàng ngày, và từ thứ hai đến thứ sáu. Thì công việc đòi hỏi các bạn nào mà chịu khó năng động và gọi là máu sale đó các bạn, là chịu gặp gỡ khách hàng, tìm kiếm khách hàng mới để đạt được doanh thu chẳng hạn. Đó là về nội dung công việc các bạn ha. Thì công việc này yêu cầu là tiếng Nhật tầm N3, có kiến thức và kinh nghiệm sale, thì mức lương trả được từ 400 đến 600 gross. Rồi thì để cụ thể hơn thì chúng ta sẽ hỏi Makoto về cái môi trường công ty và những cái lợi ích khi tham gia vào công ty các bạn ha. Anh Makoto ơi. Gì? Seiro no shigoto wa seiro no shigoto. Hai. Hai. 仕事のなんか会社の環境を、会社の環境、まあそうですね、まずえっと環境か、一区、一区、まあどちらかというとビンタンクとか風鈴に近い一区なので、非常にアクセスがしやすいですね。まあ渋滞にも巻き込まれにくい場所にあります。で、あとはその日本人の担当者からトレーニングを受ける機会があるので、まあ少々自信のない人でもこう働くことはできます。 で、日本語能力に関しては、最初そんな高くなくてもいいので、入社してから日本語を鍛えていける環境っていうのはあります。で、それで実際に今こちらの会社で働いているベトナム人の方は、日本語能力高い人が多くて、おそらくその入社後レベルを上げた方がいらっしゃいます。 Thì các bạn giới thiệu về môi trường của công ty một chút ha. Vì là công ty nằm ở quận 1 cho nên là cũng là ở trung tâm thành phố, thì khá là thuận tiện cho các bạn đi lại cũng như là các bạn gặp gỡ các khách hàng trong môi trường làm việc. Cái thứ hai là công ty sẽ có người dẫn chúng ta trực tiếp gọi là phụ trách cái lĩnh vực là training, đào tạo cho nhân viên mới, nên là không có đòi hỏi các bạn là phải biết về cái lĩnh vực rượu đâu. Thì trong này chúng ta sẽ được training về cái kiến thức sản phẩm cũng như cái cách làm sale của người Nhật như thế nào, thì các bạn sẽ được training từ đầu. Và cái trình độ tiếng Nhật hiện tại thì họ yêu cầu cũng khoảng tầm N3 trở lên, cho nên là các bạn cũng đừng có e ngại quá ha. Thì các bạn nào mà có trình độ tiếng Nhật khoảng tầm N3, các bạn thích sale và có kiến thức về sale thì các bạn có thể ứng tuyển ha. メリットですね。メリットはまず仕事の時間帯っていうのが確定はしていません。決まっていないので、自分のライフスタイル、生活に合わせた働き方はできます。もちろんお客さんが飲食店なので、夕方の6時、7時に訪問することはありますが、逆に朝早くから仕事があるっていうわけではないです。 で、あとはこの会社がすごいのが、例えば他のこういったお酒を売られてるところっていうのは札幌とかハイネケンとかいっぱいいろんなお店のお客、いろんな会社が取り扱ってますよね。でもこの会社しか取り扱ってないものがあるので、独占してこう販売することができる。 っていうところも一つメリットとしてあります。売り込みやすい、営業がしやすい。はい。で、あとはお酒を伝えしたように、日本語を鍛えられるぐらい、日本人と日本語で話す機会が多いのと、あとその日本の営業を学ぶチャンスがあります。はい。 Thì anh Makoto vừa trình bày về những cái lợi ích và những cái ưu điểm khi chúng ta được tham gia vào công ty với vị trí này các bạn. Thì một cái lợi ích đầu tiên đó chính là về cái thời gian làm việc. Thì như Bill có chia sẻ lúc nãy là thời gian làm việc của chúng ta sẽ là từ 13 giờ và đến 19 giờ, từ thứ hai đến thứ sáu, cho nên là buổi sáng thì chúng ta khá là rảnh. Thì công việc này cái thời gian làm việc khá là linh hoạt để các bạn có thể sắp xếp được cái cuộc sống cá nhân của chúng ta.
Ngoài ra thì có những cái buổi chúng ta hay đi gọi là gặp gỡ khách hàng các bạn thì thường là vào khoảng tầm 6 đến 7 giờ tối á. Thì làm phải như vậy thì chúng ta có thể sắp xếp cái thời gian và những cái rảnh rỗi để chúng ta làm cái việc cá nhân của mình vào buổi sáng chẳng hạn. Và một cái việc nữa đó chính là chúng ta sẽ được tham khảo thêm một cái điểm độc đáo nữa về công ty, đó là về sản phẩm của họ. Thì chúng ta sẽ biết thêm về sản phẩm của Nhật này, cụ thể là về lĩnh vực thực phẩm và lĩnh vực rượu. Thì chúng ta có rất là nhiều loại, thì các bạn cũng đã biết một số cái lĩnh vực nổi tiếng, một cái số cái nhãn hiệu nổi tiếng rồi ha. Ngoài ra thì bên này như Miu cũng đã nói là chúng ta sẽ có được cái cơ hội training, nên là về những cái phương pháp sale của kiểu Nhật, cách để nói chuyện gặp gỡ khách hàng Nhật, thì chúng ta sẽ được học hỏi từ các senpai ở trong công ty luôn. Và một cái tiếp nữa là về công việc sale, cho nên là chúng ta sẽ đi gặp gỡ khách hàng khá là nhiều, thì cái việc chúng ta sử dụng cơ hội, chúng ta sử dụng tiếng Nhật cũng rất là nhiều để các bạn có thể nâng cao trình độ tiếng Nhật của mình. Thì đó là về công việc ở bên quận 1 ha các bạn. Thì bây giờ Miu sẽ tóm tắt lại một chút xíu ha. Công việc vị trí của mình là sale, công ty nằm ở quận 1, kinh doanh về lĩnh vực là rượu Nhật. Thì mức lương của chúng ta là từ 400 đến 600, và chúng ta sẽ có yêu cầu là tiếng Nhật N3 trở lên. Và các bạn nào mà có kinh nghiệm về mảng sale ha, và thích làm việc với mảng sale, giờ làm việc của chúng ta là từ 13 đến 19 giờ từ thứ 2 đến thứ 6. Và nếu bạn nào mà có hứng thú thì các bạn có thể gửi CV tiếng Nhật về cho tụi mình ha. Thì email để gửi CV đó, để chúng mình sẽ cập nhật trên caption của livestream, thì các bạn nhớ theo dõi ha. Thì các bạn có thể cáo lên trên, thì lúc nữa đấy là tụi mình sẽ bổ sung thêm về cái email này nha. Rồi tiếp tục ha các bạn ha. Một cái job nữa là về job thứ hai là về lĩnh vực về sale. Và một job này thì cái gọi là chúng ta sẽ được làm việc ở hai nơi luôn á các bạn. Tại vì đầu tiên chúng ta sẽ được 6 tháng training tại xưởng của công ty là nằm ở Nhân Trạch, Đồng Nai. Và sau 6 tháng thì chúng ta sẽ quay về trụ sở là quận 2 để làm việc ha. Công việc của mình là về mảng sale, mức lương trả được từ 500 đến 1.000. Yêu cầu các bạn là có tiếng Nhật tầm N2 trở lên, tốt ưu tiên ứng viên là mà có kinh nghiệm về sale và sử dụng được một chút về tiếng Anh nữa hay các bạn. Rồi nếu mà các bạn chưa có kinh nghiệm về sale thì ngoại ngữ chúng ta tốt, và chúng ta có từng xuất thân học từ những cái phần về mảng kinh doanh thương mại về sale có kiến thức á, thì các bạn có thể là ứng tuyển và công ty sẽ cân nhắc dựa vào trình độ như nguyện vọng của các bạn. Rồi bây giờ chúng ta sẽ nhờ anh Marco tôi nói chút xíu về bên mảng công ty này ha các bạn. Ok. これですね。この環境。はい。で環境は、まずご説明あったと思うんですけども、今、どんな衣装に工場が一つと、あとホーチミンの2区にこれからオフィスを新しく作ります。はい。はい、なので、結局働くのは2区になるので、そういったこう新しいオフィスで働く機会があります。環境としては。でもう一つは、こう半年間研修を、そのドンナイの方で受けることにはなるんですが、その時に日本人の社長から直接こう商品について教えてもらったり、あとこうどのようにしたらこの商品がこう売れる、お客さんに売れるのかっていうところをこう教えてもらうトレーニングの機会も豊富です。Thì về bên này chúng ta cũng có hai cái điểm về môi trường thì anh Makoto muốn chia sẻ. Đó chính là công ty thì thành lập văn phòng mới tại Minh quận 2. Thì sau khi chúng ta training ở dưới xưởng ở Đồng Nai thì chúng ta sẽ quay về làm việc tại văn phòng này. Thì trong 6 tháng các bạn được training đó, thì nội dung training của chúng ta sẽ khá là đa dạng. Nó sẽ từ về sản phẩm của công ty, thì công ty này làm về các cái loại cân các bạn, ví dụ như là cân điện tử này, cân cá nhân hoặc là cân xe tải nè. Thì nó có rất là nhiều đa dạng sản phẩm, thì chúng ta sẽ học về sản phẩm trước ha các bạn ha. Sau đó chúng ta sẽ học về cái thị trường hiện tại là như thế nào để các bạn nắm vững thông tin thị trường, và sau đó là những cái cách là chúng ta có thể liên lạc với khách hàng, là cách để đi sale với khách hàng là như thế nào, thì các bạn sẽ được công ty training từ đầu. もう一つ、もう一つ、はい、そうですね、日本語と英語を使う機会は豊富というふうに言われてて、その英語は別に必須ではないんですけど、優遇されます。けれども、日本語だけだと、日系企業だけのこうアプローチセールになるんですが、英語を話せると他の国の人たちとも話せるので、もし英語を話せたら
こう使う機会がいっぱいあります。À, các bạn về như nãy mình cũng có chia sẻ thì anh cũng nhắc lại luôn thì công việc này chúng ta có cái cơ hội là sử dụng cả tiếng Anh và tiếng Nhật thì dĩ nhiên là ưu tiên của chúng ta thì vẫn là tiếng Nhật rồi, nhưng mà ví dụ như là tiếng Anh thì chúng ta có thể dùng để giao tiếp với lại những bên mà họ chưa có rành về tiếng Nhật đó các bạn. Ví dụ như là có một số bộ phận thì họ không sử dụng tiếng Nhật được thì chúng ta sẽ sử dụng tiếng Anh, hoặc là khách hàng của chúng ta có thể là người Việt Nam hoặc là người không phải là khách của Nhật á, thì lúc đó mình sẽ sử dụng tiếng Anh, cho nên là các cơ hội các bạn sử dụng cả hai ngôn ngữ trong công việc là vẫn có ha. Hi. メリットですね。メリットは、まあ、先ほどお伝えしたように半年間トレーニングの時間があるので、まあ、こう商品のことは全然分からなくても大丈夫です。はい。ですね。まあ、日本語に自信があれば受けてください。そうですね。はい。ともう一つが、今こう営業のベトナム人がいないので、日本人しかいないので、こう将来的に営業のマネージャーとして働く機会もあります。ああ、そうですね。チャンス。です。はい。将来ね。そうですね。À, các bạn có hai cái điểm ưu điểm ha. Thì như mình đã nói á, là có 6 tháng chúng ta nửa năm á, chúng ta được training, cho nên là nói với các bạn là chưa có cái trình độ về sale cũng như có cái kỹ năng về sale thì các bạn cũng cứ yên tâm ha. Mới tốt nghiệp hoặc là chúng ta vừa gọi là chưa có kinh nghiệm về sale thì chúng ta vẫn có thể ứng tuyển được, tại vì công ty sẽ training cho các bạn từ đầu luôn. Và chúng ta chỉ cần là chúng ta tự tin vào cái trình độ tiếng Nhật của mình và có thể khả năng giao tiếp được bằng tiếng Nhật thì và thích về cái mạng sale thì các bạn có thể tự tin ứng tuyển nhé. À, một điểm thứ hai nữa đó là về cơ hội thăng tiến trong tương lai. Thì hiện tại công ty cũng đang chưa có cái định vực gọi là sales manager và những cái vị trí cao hơn, và công ty cũng đang có dự định là sẽ mở rộng trong tương lai đấy các bạn. Cho nên về cơ hội chúng ta có thể được thăng chức lên những cái cấp bậc cao hơn thì rất là có rất là nhiều khả năng, nên các bạn cứ cố gắng ha. À, và nếu mà bạn nào hứng thú thì các bạn có thể gửi ngay CV tiếng Nhật đến cho tụi mình ha. Thì email sẽ được cập nhật trong caption ngay sau livestream, thì các bạn có thể theo dõi và gửi email về giúp tụi mình nhé. Thì CV các bạn là CV tiếng Nhật ha các bạn nha. À, nếu mà các bạn có CV tiếng Anh thì bổ sung luôn cũng được. Rồi, để mình coi một chút xíu thử xem là bây giờ hiện tại có cái câu hỏi nào không, mình giao lưu một chút xíu nha các bạn. Có bạn Hương Yuki hỏi là đi Nhật về có làm được không? À, dĩ nhiên là được các bạn. Ở Việt Nam cũng được và nhờ cũng được ha. Nếu mà bạn hiện tại không biết là Hương đã về Việt Nam chưa Hương ha, thì nếu như mà bạn về Việt Nam và rồi và có hứng thú ở hai chỗ này thì bạn có thể gửi ngay CV ha. Còn trong trường hợp bạn đang ở Nhật và sắp về Việt Nam thì bạn có thể gửi CV cho tụi mình, vẫn có người liên lạc để hỗ trợ, thì có thể là sắp xếp phỏng vấn qua Skype ha. Thì chi tiết thì tụi mình sẽ hướng dẫn và hỗ trợ cho bạn sau khi nhận được CV nha Hương nha. Rồi một câu hỏi thứ hai là gần Tết rồi, chuyển việc chắc là khó khăn chị nhỉ? Thời điểm này thì nếu mà các bạn muốn biết là có khó hay không thì các bạn có thể là xem lại livestream của lần trước ha. Tụi mình có hẳn một chủ đề để tư vấn là cái thời điểm cuối năm có phải là thời điểm thích hợp để chuyển việc hay không. Nó cũng có những cái ưu điểm và nhược điểm riêng đó các bạn. Rồi, thì bạn hỏi thêm là anh Makoto Tết có về Nhật không? Để mình hỏi thử nha. Makoto Tết tổ hai Tết là ありますか? Chưa. 中学校違う段梅雨着 Anh đang suy nghĩ đó bạn. Không biết nếu mà Mai có ý định nào, có cái gọi là có ID nào tốt thì có thể là xin mê cho anh ha. Xin mê cho anh nha. Rồi để sơ sơ mình xem thử bên fanpage kia xem như thế nào nha. Không có. Chưa có ha. Chưa có hả? Rồi thì cũng gần hết giờ rồi, cho nên là và cũng gần hết cái thời điểm năm 2016 rồi các bạn. Các bạn không biết các bạn có nôn nao không, nhưng mà Miu rất là nôn nao rồi. Năm 2017 sắp tới rồi, chương trình livestream của mình thì cũng làm được cũng một số tập rồi á. Thì rất cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi cho tụi mình từ những tập đầu cho tới bây giờ ha. Thì tụi mình sẽ cố gắng hơn nữa để có những lần livestream tốt hơn với những thông tin rất thú vị hơn cho các bạn nha. Và thời điểm cuối năm thì cho mặt phép Miu và anh Makoto hay là Jennifer xin gửi đến các bạn anh Makoto cười lên đi. Cười lên, cười lên. Đúng rồi. cho phép Miu và anh Makoto ha, gửi một lời chúc mừng năm mới đến các bạn và chúc các bạn có một năm mới nhiều sức khỏe và thành công hơn nữa trong công việc. Hãy để Jennifer cùng đồng hành với các bạn trong năm 2017 và nhiều năm nữa nha các bạn nha. Chúc mừng năm mới. Một hai ba. Chúc mừng năm mới.
Happy New Year.